này thiện hiện như thế đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa viên mãn tinh tấn ba la mật đa an trụ tinh tấn ba la mật đa có thể làm xong nhiều việc lợi ích cho mình và người có thể mau viên mãn tất cả phật pháp chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ trong năm thủ ẩn như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như việc biến hóa viên mãn tịnh lự ba la mật đa này thiện hiện làm sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ trong năm thủ bẩn như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như sự biến hóa trong năm thủ ẩn viên mãn tịnh lự ba la mật đa này thiện hiện Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật rõ biết năm thủ ẩn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa, không có thật tướng rồi, nhập sơ thiền và an trụ trọn vẹn, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, an trụ trọn vẹn, nhập từ vô lượng, an trụ trọn vẹn, nhập bi hỷ xả, vô lượng, an trụ trọn vẹn, nhập định không vô biên xứ, an trụ trọn vẹn, nhập định thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn tu tam ma địa không tu tam ma địa vô tướng vô nguyện tu tam ma địa như điền tu tam ma địa thánh chánh tam ma địa kim cang dụ an trụ trong tam ma địa kim cang dụ trừ tam ma địa của như lai gia tất cả các tam ma địa khác hoặc cùng với tam ma địa thanh văn hoặc cùng với tam ma địa độc giác hoặc vô lượng tam ma địa khác tất cả như thế đều có thể thân chứng và an trụ trọn vẹn nhưng đối với các tam ma địa như tịnh lự vô lượng định vô sắc vân vân chẳng sanh đắm trước cũng chẳng đắm trước quả sở đắc của chúng vì sao vì đại bồ tát ấy như thật rõ biết các tam ma địa tịnh lự vô lượng định vô sắc vân vân và tất cả pháp đều không có thật tướng đều lấy vô tánh làm tự tánh chẳng lẽ lấy pháp vô tướng đắm trước pháp vô tướng cũng chẳng lẽ dùng vô tánh làm pháp tự tánh đắm trước vô tánh làm pháp tự tánh do chẳng đám trước tam ma địa nên đại bồ tát ấy chẳng bao giờ tùy thuận thế lực của các tam ma địa tịnh lự vô lượng định vô sắc vân vân mà sanh vào cõi sắc vô sắc vì sao vì đại bồ tát ấy đối với tất cả cảnh giới hoàn toàn không có sở đắc đối với người nhập định định sở nhập nhân duyên nhập cũng không có sở đắc đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp vì không có sở đắc nên có thể mau viên mãn tịnh lự ba la mật đa vô tướng nhờ tịnh lự ba la mật đa này siêu vượt các bậc thanh văn và độc giác